mới 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 chơi nguyên vốc thuốc luôn để coi coi nó có đỡ không. Hôm nay là nếu mà hơi ngạt ngạt mọi người thông cảm nha. Tiên đế trọng sinh tập 233. Tất cả mọi người đều trăm miệng một lời đáp lại. Tôn thân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy ra tháp hư không để lơ lửng giữa không trung, tản ra hào quang sáng chói. Sau một giây, ánh sáng xung quanh tháp hư không sáng chói, đồng thời sinh ra một luồng năng lượng mãnh liệt. Ngay sau đó, liền có thể nhìn thấy thành viên huyết đồ xếp thành một đội, từng người một bị hút vào bên trong tháp hư không. Hiện trường nhanh chóng chỉ còn lại một mình Tiêu Đình mà thôi. Mặc dù bọn họ khi bước vào tháp hư không đã thấy tràn đầy bất ngờ, nhìn thấy tháp hư không đã cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Có điều, chuyện mà cầu chủ để bọn họ làm thì họ tất nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đừng nói tiến vào một tòa tháp nhỏ như thế này, cho dù là núi đao biển lửa hay là 18 tầng địa ngục thì bọn họ cũng tuyệt đối không từ chối. Tiêu Đình, cậu chờ một chút, tôi hỏi cậu một vài chuyện đã. Tiêu Đình định đi vào tháp hư không nhưng lại bị Tô Thương gọi lại. Tiêu Đình cung kính nói, cậu chủ có chuyện gì vậy, thuộc hạ biết gì sẽ nói đó. Vừa rồi tôi lấy máy bay trực thăng đi ngang qua biệt thự bờ sông của tôi, sao lại phát hiện nơi đó biến thành một đống đổ nát rồi chứ? Tô Thương nhìn qua Tiêu Đình nghi ngờ nói, cậu biết chuyện gì xảy ra sao, là thiên tai hay là do người làm thế? Tô Thương có tình cảm với biệt thự bờ sông, vì thế trước đó mới định trở về biệt thự bờ sông sống. Có điều khi tới đây mới phát hiện ra biệt thự bờ sông không còn nữa, bị những tấm tôn sắt xanh vây lại, bên trong là tường đổ, vì thế đành phải đến trang viên nhỏ Tô. Cậu chủ, Tiêu Đình nghe nói như thế cười khổ nói ra. Lúc chúng tôi rời khỏi Giang Bắc, biệt thự bờ sông đã xảy ra chuyện rồi. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì không một ai biết. Lúc trước ông chủ và ông nội còn phái người đi điều tra, đáng tiếc không điều tra được gì, cuối cùng cũng không giải quyết được. Tiêu Đình suy đoán nói, chắc không phải là do người làm đâu. Biệt thự bờ sông không có thứ gì giá trị, cũng không có dấu vết nổ tung của thuốc nổ. Ở Giang Bắc cũng không có được cường giả có thực lực này. Tôi nhớ được lúc đó, tin tức mà tôi nghe từ chính phủ giải thích là do sự chuyển động của vỏ trái đất, động đất cục bộ. Còn nói đây là tình hình cực kỳ hiếm thấy, ngàn năm khó gặp. Tiêu Đình tò mò hỏi, cậu chủ, chính phủ giải thích như thế có phải là thật hay không? Chuyển động của vỏ trái đất sao? Động đất cục bộ, cái này không phải là quá hiếm thấy. Chuyện khác thường thì chắc chắn có mờ ám. Tôi thường cảm thấy có lẽ chuyện này là do con người làm ra. Chỉ có điều không có bất kỳ manh mối gì, anh cũng lười tiếp tục tra xét vì cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng tôi thường nhớ kỹ, trong bờ sông biệt thự, trong biệt thự bờ sông còn có 10 mỹ nữ xinh đẹp mà. Những cô gái đó vốn là do Lý Thuần Phong tặng cho anh. Tôi thường vốn không có ý định nhận. Có điều phát hiện trong 10 người đó có một người có cơ thể đặc thù tên là Liễu Uyển Âm. Vì thế tôi thường mới thu nhận bọn họ, đồng thời ký kết khế ước chủ tớ với 10 người kia, truyền thù cho nhóm người đó quản hàn quyết. Quản hàn quyết là hấp thu sức mạnh ánh sáng của mặt trăng, là một loại công pháp tu luyện cực kỳ phù hợp tu luyện ở trái đất. Trước khi tôi thường đi đến núi Võ Đang đã sắp xếp 10 người Liễu Uyển Âm ở biệt thự bờ sông. Bây giờ biệt thự bờ sông bị phá hủy, biến thành một đống đổ nát. Mười người Liễu Uyển Âm đi đâu, không biết có chuyện gì hay không. Tôi thường ổn định lại tinh thần, định cảm giác vị trí của 10 người Liễu Uyển Âm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chỉ biết là trước mắt cô, các cô ấy còn sống, thực lực như thế nào, hai người đang ở đâu thì hoàn toàn không hay biết. Được rồi, cứ để mặc cho trời đi. Mình đã truyền thụ cho các cô ấy quản hàn quyết rồi, còn cho các cô ấy có thể đi tới bước nào thì không liên quan gì đến mình nữa. Tôi thường cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Đình. Cậu lúc đó đã dẫn đội ra ngoài, chắc hẳn chuyện gì xảy ra ở Giang Bắc thì cậu cũng không biết đâu. Thôi được rồi, bây giờ cậu đi vào tháp hư không đi. Vâng, Tiêu Đình cung kính trả lời. Ngay lập tức cơ thể liền bị hút vào trong tháp hư không. Lúc này Tô Thương cũng bình tĩnh lại tinh thần, tiến nhập vào trong tháp hư không. Giờ này phút này, bên trong tháp hư không, 49 thành viên huyết độ cùng Tiêu Đình hoàn toàn không biết làm sao, hiếu kỳ xem xét tứ phía xung quanh. Đừng nhìn nữa, các cậu hiện tại đang ở bên trong tháp hư không, nơi này linh khí so với bên ngoài rất dồi dào. Tô Thương đi tới khẽ cười nói, mặc dù mọi người tu luyện thanh minh luyện thế thuật, linh khí đối với mọi người mà nói không có tác dụng gì lớn, nhưng mọi người ở đây chỉ có lợi chứ không hề có hại. Còn nữa,
thời điểm 1-2 ngày tới, các cậu cứ đợi ở chỗ này đi. Nếu như gặp được tinh huyết tốt, tôi sẽ thu vào bên trong, giúp đỡ mọi người đột phá. Vâng, cảm ơn cậu chủ. Tiêu Định đại diện cùng kính đánh lời, sau đó có chút ngượng ngùng mới miệng hỏi ra. Cậu chủ, thực lực của chúng tôi bây giờ rất mạnh. Nếu như thi triển Phục Long Hợp Kích Thuật sẽ càng thêm cường đại. Cái tòa tháp nhỏ quý giá thế này, lỡ như chúng tôi không cẩn thận làm vỡ tháp thì sao được đây? Tiêu Đình lo lắng nói, còn mẹ nó, đánh vỡ tháp được không sao? Bọn họ chỉ có thể so sánh được với Kết Đan đỉnh phong mà thôi, coi như có thi triển thêm Hợp Kích Thuật, tối đa cũng chỉ có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong. Loại thực lực này không dám nói sợ đánh vỡ tháp thì không sao? Nực cười, đúng thật là múa rìu qua mắt thợ mà. Mọi người cứ yên tâm đi, cứ tùy ý giày vò nó thoải mái đi. Tô Thượng cố nín cười nói ra, bất kể các cậu có gây ra bao nhiêu độc tĩnh lớn đi nữa thì tháp hư không cũng sẽ không có chút tổn hại nào hết. Vậy là tốt rồi, nghe được lời của Tô Thượng cam kết, Tiêu Định lúc này mới yên lòng. Mọi người tu luyện đi, tôi vừa về Giang Bắc còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tô Thượng sau khi nói một câu liền lấy lại tinh thần, đồng thời nhịn không được mà cảm thán, đặt chân đến Nguyên Anh thật là tốt, có thể mở ra tháp hư không bất kỳ lúc nào. Linh khí bên trong tháp hư không gần như giống với ở Huyền Thiên Tiên Vực, mặc dù không so được với những nơi danh nam thắng cảnh khác, nhưng cũng rất tốt rồi, rất tốt lắm rồi. Dù linh khí ở trái đất khôi phục cũng chưa chắc có thể so sánh được với linh khí bên trong tháp hư không. Bây giờ bên trong tháp hư không không chỉ có Tiêu Đình cùng các thành viên huyết độ, mà còn có Thượng Quan Vô Ngần. Có địa Thượng Quan Vô Ngần đang tu luyện, Tô Thượng cũng không để bọn người Tiêu Đình gặp ông ta, nên anh khởi động ý niệm trong tháp hư không phân chia thành hai không gian khác nhau và không can thiệp lẫn nhau. Sau khi thu xếp xong cho mọi người Tiêu Đình, trong trang viên nhỏ Tô đã không có những người khác nữa. Thế là Tô Thương liền dự định rời đi, đi gặp một người vô cùng quan trọng. Lý Nguyệt, anh đến với em đây, nửa năm không gặp, không biết là em đã mập hay là gầy, có phải càng ngày càng trở nên xinh đẹp hay không? Vừa nghĩ tới Lý Nguyệt, khóe miệng Tô Thương liền nhếch lên một nụ cười thoải mái, đưa theo Tô Thanh Y vọt thẳng đến trang viên nhỏ Lý. Từ khi Tô Thương rời khỏi Giang Bắc đi về núi Võ Đang tham gia đại hội võ thuật đến nay, đều chưa có cơ hội gặp được Lý Nguyệt. Tính toán thời gian thì cũng đã mất khoảng nửa năm. Bây giờ trở về Giang Bắc, Tô Thương tất nhiên muốn đi gặp Lý Nguyệt một lần, nhìn xem vợ mình bây giờ đang sống như thế nào. Giờ này phút này tại trang viên nhỏ Lý, Lý Nguyệt vẫn đang tu luyện trong phòng, cô ngồi khoanh chân cực kỳ chăm chú, từng tia từng sợi chân khí vờn qua vờn lại xung quanh người cô, uy thế cực kỳ mạnh. Nửa năm trước, Tô Thương sau khi biến đổi giới định võ thành công đã biếu tặng cho Lý Nguyệt một cái quyền tấn cấp để cho cô ngay lập tức một bước lên trời, đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Có điều Lý Nguyệt cũng không biết cô sở dĩ mạnh lên là nhờ công của Tô Thương. Cô luôn không hiểu chính mình vì sao lại trở nên cường đại như thế. Vì sợ gây ra sự chú ý, Lý Nguyệt cũng không bày lộ thực lực với bên ngoài. Toàn bộ Giang Bắc không một ai biết cô đã trở thành người luyện võ. Nửa năm qua, Lý Nguyệt ẩn giấu thực lực ở Giang Bắc đã làm rất nhiều chuyện tốt, để lại một danh xưng lừng lẫy. Khoảng hơn 5 tháng trước, khi đó Lý Nguyệt đã là người luyện võ cảnh giới võ tôn. Có điều tính cách của cô từ trước đến nay luôn yếu đuối, không thích nghi với chuyện bản thân mình là một cao thủ luyện võ thuật. Ngày đó Lý Nguyệt cũng như những ngày thường mang theo em gái Lý Kỳ Kỳ qua ven đường ăn đồ nướng. Mặc dù cô và Lý Kỳ Kỳ là thiên kim tiểu thư, nhưng mà mấy loại đồ ăn đồ nướng này thì lại chỉ có ven đường mới là ngon nhất. Cứ như vậy, hai chị em ngồi bên ven đường yên lặng thưởng thức đồ nướng. Có điều đột nhiên bên trong quán đồ nướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó liền có hai người đàn ông nắm tóc một cô gái, ném cô ra khỏi quán đồ nướng. Trong quá trình lôi cô gái ra ngoài, hai người đàn ông còn cầm hai chai bia ra sức đánh vào mặt cô gái, chắc phải đánh tới 4-5 cái gì đó. Những mảnh vụn của chai thủy tinh rơi đầy đất, máu tươi trên mặt cô gái này chảy ròng ròng, cực kỳ thê thảm, cô gái kêu rên đầy thống khổ. Nhưng hai người đàn ông này vẫn không ngừng bạo lực với cô gái, sau khi kéo ra khỏi quán còn ném cô xuống đất, sau đó lại đấm đá thêm một trận. Không chỉ có như thế, người đàn ông còn cùng đồng bọn, tổng cộng có 6-7 người, toàn là những kẻ cao lớn vạm vỡ. Bọn họ cùng nhau xông lên, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, cô gái đã ngã xuống đất. Trong mắt họ cũng gần như chỉ là bao cát mà thôi, vì thế nên họ liên tục chà đạp cô ấy. Hiện trường lập tức ồn ào sôi sục, rất nhiều người bình luận ầm ĩ. Thông qua lời bàn tán của mọi người, Lý Nguyệt mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, hai người đàn ông ban đầu đánh cô gái là do lúc ở trong quán đồ nướng
muốn xin phương thức liên lạc với cô gái này. Cô gái này không cho, kết quả người đàn ông liền giở trò quấy rối cô, thậm chí còn sờ soạng mặt cô. Cô gái tức quá không chịu nổi, liền đưa tay ra đánh người đàn ông này, kết quả hoàn toàn đã chọc giận anh ta. Vì thế hai người đàn ông trong quán đồ nướng đã có hành vi bạo lực với cô gái, sau đó lại đẩy ra bên ngoài tiếp tục hành hung cô, còn ra tay đánh nặng, đánh đến đâu là thấm vào da thịt đến đó. Trên mặt cô gái bị đánh toàn là máu, ngã xuống đất không dậy nổi, cơ thể còn liên tục run rẩy. Nhưng 6-7 người đàn ông này vẫn không buông tha cho cô, muốn kéo cô gái này vào một cái ngõ nhỏ. Nhìn thấy tình hình này, đến kẻ ngốc cũng biết bọn họ có ý đồ gì, chắc chắn là định thay phiên nhau làm loại chuyện đồi bại với cô gái. Thế là ngay lúc đó có một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đứng lên, mới bị ngăn lại, muốn cứu cô gái bị đánh đó. Bên cạnh cũng có rất nhiều người nói thêm, ai đấy đều có ý kiến khiển trách 6-7 người đàn ông này. Còn có người đã nói sẽ báo cho cảnh sát. Nhưng những người kia căn bản không xem những lời này ra gì. Trong đó có hai người đã đi tới bắt lấy thanh niên mở miệng đầu tiên kia đánh. Cậu thanh niên đó mang theo mắt kính, gầy gò yếu ớt, nhìn qua thì hào hoa phong nhã, có lẽ đang còn đi học. Nhìn thấy cục diện trước mắt là có thể biết được cậu thanh niên này rõ ràng không phải là đối thủ của hai người kia, thậm chí không hề có sức đánh trả, trực tiếp bị hai cái tên kia đánh ngã, đánh cho một trận tơi bời. Cuối cùng hai tên này lại nhổ một bãi nước bọt vào người cậu thanh niên đó, rồi mới chịu buông tha cho cậu ta. 6-7 gã đàn ông cường tráng đó, dáng người khá lớn, cánh tay trên người đầy hình xăm, hung thần ác sát. Hiện trường mọi người xung quanh đều là người bình thường, nhìn thấy cậu thanh niên binh vực lẽ phải lại bị đánh thảm như vậy, còn ai dám mở miệng đâu chứ. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau im lặng. Có điều, Lý Nguyệt đã tức như muốn nổ tung, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ như bầu trời u ám, thành sắc nướng, thịt nướng trong tay, trực tiếp bị cô uốn cong. Ngay sau đó Lý Nguyệt lấy cớ đi nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh đã lột một góc quần trắng xuống, che bớt mặt mình rồi đứng dậy. Cô cảm thấy thực lực mình bây giờ nhất định có thể giáo huấn 6-7 gã đàn ông một trận, cho nên muốn ra mặt. Có điều Lý Nguyệt không muốn bại lộ thân phận, tránh gây sự chú ý để bớt phiền phức. Vì thế Lý Nguyệt dùng vải trắng che chắn khuôn mặt mình, sau đó bước ra ngoài. Kết quả không có gì bất ngờ, Lý Nguyệt ra đầu hẻm đó cản lại 6-7 gã đàn ông, vẹn vẹn chỉ phóng xuất ra một lực lượng nhỏ mà thôi, đã đánh cho những tên kia máu chảy tung tóe, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thành công giải cứu cô gái đang bị ép buộc đó. Sau khi hung hăng dạy dỗ những người bạo lực đó, Lý Nguyệt đạp vào không trung rời khỏi hiện trường. Ngày đó, đêm đó, trăng sáng lên cao, bầu trời đầy sao. Cô mặc váy dài màu trắng lướt qua giữa không trung, trăng sáng cùng bầu trời đầy sao giống như một cảnh tượng phía sau của nàng tiên, lộng lẫy, phiêu tàn, thoát tục. Cảm giác như cô dường như là một tiên nữ từ trên trời hạ xuống. Cảnh tượng này bị những người ở quán đồ nướng nhìn thấy được, đột nhiên cảm thấy chấn động như gặp thiên thần. Tất cả đều hướng ánh mắt tôn sùng với cô. Thậm chí còn có người chụp ảnh quay video đăng lên internet, khiến cho mọi người bàn tán một trận sôi nổi trên mạng. Vừa đẹp như tiên nữ, quan trọng là còn ra tay diệt trừ cái ác. Đây không phải là tiên nữ thì còn là cái gì chứ? Vì thế mọi người đặt cho cô một cái biệt danh tiên nữ Giang Bắc. Còn có người cảm thấy tiên nữ Giang Bắc nghe không hay nên đặt cô là tiểu tiên nữ. Lý Nguyệt tất nhiên cũng nhìn thấy video và ảnh chụp trên internet, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, thì ra giúp người khác lại vui sướng như vậy. Còn nữa, cô đối với mấy cái tên tiên nữ Giang Bắc cũng không thích, mà cảm thấy cái tên tiểu tiên nữ nghe hay hơn. Từ đó về sau, Lý Nguyệt liền mê cái thân phận thứ hai của mình. Khi gặp chuyện bất bình, lập tức bắt đầu ra tay diệt trừ cái ác, giúp người lương thiện. Lúc mới bắt đầu, Lý Nguyệt chỉ là đi đâu vô tình gặp chuyện xấu thì mới ra mặt. Nhưng từ từ cô không gặp được những chuyện như thế nữa. Vì thế liền bắt đầu chủ động tìm chuyện bất công, thường xuyên chạy trước ngó sau, nhìn xem có người nào cần giúp đỡ hay không. Thậm chí, cô còn bất chấp đủ mọi cách để tìm kiếm kẻ xấu, cố ý đi theo Lý Kỳ Kỳ, hoặc là cô bạn thân Trương Ngu Ca, Hoa Thanh Đại, dẫn các cô cùng đi ăn đồ nướng, đi quán karaoke, tóm lại chỗ nào loạn thì đi tới nơi đó. Khi mấy người bạn bè, chị em của mình đang ngồi, thì điều đầu tiên cô ấy làm chính là đi nhà vệ sinh, sau đó liền xuất hiện hình ảnh tiểu tiên nữ, đại sát tứ phương, đánh cho đám người xấu chạy thở không ra hơi. Từ khi có tiểu tiên nữ, tình hình an ninh của Giang Bắc tốt hơn rất nhiều. Những tên lưu manh trước đó, khi muốn làm chuyện xấu, đều phải nghĩ sâu tính kỹ. Nhất là trước khi suy nghĩ muốn đùa giỡn với những cô gái xinh đẹp, mấy tên lưu manh đầu tiên phải nghiêm túc phân tích, nghiên cứu. Đây có phải là hay là tiểu tiên nữ đang câu dẫn mình phạm pháp hay không?
Dần dần những tên lưu manh đó cũng từ bỏ thói quen xấu này, dù sao bọn họ cũng phân tích không ra, lại không dám đánh cược. Một lúc sau, lại có mấy câu tại Giang Bắc lưu truyền rất rộng rãi. Có tiểu tiên nữ ở đây, Giang Bắc chúng ta quá an toàn, Hoa Cường có tới cũng không dám hỏi ông chủ dây dưa chín hay chưa. Hoa Cường là ông trùm xã hội đen. Hoa Cường thì tính là cái gì chứ? Quái thú cường đại Biria đi vào Giang Bắc cũng chỉ có thể là thú cưng của tiểu tiên nữ mà thôi. Theo tôi được biết, cái ngày mà Thano đi vào Giang Bắc đã bị tiểu tiên nữ chặt đứt tay rồi, căn bản không có cơ hội búng ngón tay luôn rồi. Thanos là nhân vật phản diện cực kỳ cực ác trong phim Marvel. Thanos. Lúc này tiểu tiên nữ Lý Nguyệt trong miệng của dư luận bây giờ vừa kết thúc trạng thái tu luyện, chân khí xung quanh dần dần tiến nhập vào cơ thể cô. Mình bây giờ thật là mạnh quá đi, cảm giác như chỉ cần nhấc tay lên một chút thì có thể xé rách một đường không khí rồi. Lý Nguyệt giơ tay lên đặt ở trước mắt, nhìn tay của mình, lộ ra nụ cười đắc ý. Nếu như tôi thường biết mình hiện tại mạnh như thế này thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Chắc chắn cảm thấy không thể tưởng tượng được luôn đó. Thời gian nửa năm không gặp, cô không biết tôi thường bây giờ như thế nào, có còn bế quan hay không. Lý Nguyệt, Tô Thành Bình, Tô Kiền Khôn quá thực có liên lạc với nhau. Lần trước khi còn liên lạc, bọn họ nói cho Lý Nguyệt biết Tô Thường đang bế quan ở núi Côn Luân. Có điều hơn một tháng gần đây, Lý Nguyệt cũng không liên lạc với họ, mà toàn tâm toàn ý tu luyện, rồi đi ra ngoài trừ gian dịch ác, giúp đỡ người lương thiện. Ba ngày không ra cửa, bây giờ buổi tối ở Giang Bắc, không biết có còn loạn hay không. Lý Nguyệt nhìn đồng hồ, tự lẩm bẩm. Nhưng giờ lại là buổi sáng, thôi được rồi, tu luyện thêm một lúc nữa vậy. Buổi tối là hẹn Kỳ Kỳ, Thanh Đại, còn có Ngu Ca, bốn người cùng ra ngoài. Mình phát hiện khi đi chơi với các cô ấy, xác suất gặp được những phần tử bạo lực cực kỳ lớn. Nhất là những lúc Thanh Đại đi tắt đèn, người xấu lại liên tục xuất hiện. Lý Nguyệt tự lẩm bẩm một hồi, ngay sau đó hai mắt khép hờ, liền muốn bế quan. Có điều đúng lúc này, Tô Thường xuất hiện, một mình đứng ở ngoài cửa trang viên nhỏ Lý. Lần này tới trang viên nhỏ Lý là vì gặp vợ mình, Tô Thường tất nhiên không muốn để cho Tô Thần Y đi theo làm bóng đèn. Thế là khi Tô Thường tới đây, Tô Thường đã để Tô Thần Y đi vào tháp hư không tu luyện, thuận tiện tập luyện cùng với nhóm thành viên huyết độ. Đương nhiên chỉ là một đối một tập luyện mà thôi. Nên như 49 thành viên huyết độ thì triển phục long hợp kích thuật thì Tô Thần Y căn bản không phải là đối thủ của họ. Tô Thường, Lý Nguyệt ngay lập tức mở bừng hai mắt ra, trong ánh mắt hiện ra vẻ mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng anh cũng trở về rồi. Tô Thường, em đợi anh đã nửa năm, cuối cùng anh cũng về rồi. Lý Nguyệt nhận ra được khí tức của Tô Thường, cô cực kỳ kích động, vội vàng từ trên giường bước xuống. Hà, Tô Thường, anh chắc chắn không biết đâu, em đã phát hiện được anh rồi đâu nhỉ? Lý Nguyệt cao hứng tự lẩm bẩm, sau đó nói thầm, anh không phải thích tự diễn kịch sao? Rõ ràng rất lợi hại, lại muốn giả vờ làm đại thiếu gia siêu cấp công tử một. Bây giờ em cũng phải diễn kịch ẩn tàng thực lực của em, chờ khi thực lực mạnh mẽ hơn nữa thì em mới để lộ ra hù chết anh. Ngay đến đây, Lý Nguyệt sửa lại một chút quần áo dài trắng của mình, khống chế khí tức mạnh mẽ của mình, sau đó đi ra khỏi phòng. Giờ này phút này, Tô Thương đã được người làm ở nhà họ Lý dẫn tới phòng khách, sau đó người làm đó liền đi thông báo cho Lý Thuần Phong và Lý Thầy Võ. Tô Thương thì ngồi ở trên ghế sofa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Với cảnh giới quan hôm nay, thần thức cực kỳ cường đại, vừa bước vào trang viên nhỏ Lý, anh liền bắt đầu tìm vị trí của Lý Nguyệt. Không có gì ngoài dự đoán, Tô Thương đã tìm được, hơn nữa còn cảm nhận rõ ràng những lời mà Lý Nguyệt tự lẩm bẩm một mình. Đồng thời, cho dù Lý Nguyệt cố gắng ẩn tàng thực lực, nhưng Tô Thương vẫn cảm nhận được cảnh giới của Lý Nguyệt. Võ tôn, đỉnh phong, thời gian nửa năm mà thôi, Lý Nguyệt không hề có chút nền tảng gì, vậy mà đặt chân đến cảnh giới võ tôn, đỉnh phong. Chuyện này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, mình cho vợ một cái quyền ưu tiên thông qua biếu tặng để cho cô ấy một bước lên trời, trở thành võ tôn. Tô Thân nhìn không được thầm nghĩ, nhưng cô ấy trước đó chỉ là người bình thường mà thôi. Chỉ mới hơn nửa năm, thế mà cô ấy liên tiếp tấn cấp, trở thành võ tôn đỉnh phong. Cái này là có chút không thể tưởng tượng được đó. Lần đó tổng cộng có 10 cái tên được ưu tiên. Hôm qua Tô Thương có quan sát, trong số những người luyện võ đó, chỉ có Thạch Hậu Hãn đặt chân đến bán võ thánh. Giống như Thạch Cổ Thiên cũng tiếp nhận biểu tặng, thậm chí lúc trước còn tích lũy kinh nghiệm của người luyện võ, nhưng bây giờ cũng chỉ là võ tôn hậu kỳ mà thôi. Nhưng từ một mình Lý Nguyệt đóng cửa bế quan,
ẩn giấu thực lực, vậy mà có thể đặt chân đến võ tôn đỉnh phong, thiên phú như vậy, quá thực là quá khủng bố, chắc chắn là người đầu tiên trong giới luyện võ. Nếu như cho Lý Nguyệt thời gian, có lẽ ít nhất là 3 năm, nhiều thì 5 năm, cô có thể đặt chân đến cảnh giới võ thánh, trong vòng 10 năm, thậm chí có cơ hội đạt thành tựu võ thần. Đối với người tu hành mà nói, bất kể là người luyện võ hay là người tu chân, thiên phú là cực kỳ quan trọng. Người thiên phú bẩm sinh, tu luyện chỉ cần 1 phút đồng hồ có thể so sánh với 1 năm tiến bộ của người bình thường. Không hề nghi ngờ gì nữa, Lý Nguyệt chính là người có thiên tư tuyệt vời. Hả, vợ à, vợ có lòng muốn trả thù mạnh quá đó nha, còn muốn cùng anh chơi trò ẩn giấu thực lực nữa sao? Tôi cười cười, sau đó thầm nghĩ, được, vậy thì anh sẽ phối hợp với em, chơi với em một trận vậy. Nghe đây này, tôi thương giả vờ như cái gì cũng không biết, im lặng ngồi ở trên ghế sofa. Một lát sau, Lý Nguyệt đi đến bên ngoài phòng khách, nhưng cô ẩn giấu khí tức cũng không xuất hiện. Hề, tôi thương, anh còn không biết biết em đang núp trong bóng tối nhìn anh hả? Khóe miệng Lý Nguyệt nhếch lên nụ cười, nhỏ giọng thầm thì, cái tên này nửa năm không gặp, thế mà lại đẹp trai hơn một chút rồi đó nha. Tôi thường đối với đây tất cả mọi chuyện đều nhìn ra được cái tất cả, chỉ là không nói ra mà thôi. Rất nhanh chóng, Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ vội vàng đi tới phòng khách. Tôi thường cái tên nhóc này trước khi đến cũng không nói một tiếng, làm ông còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. Lý Thuần Phong kích động chào hỏi tôi thường, ông nội Lý. Tôi thường nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, cháu vừa mới về Giang Bắc, hơn nữa lại muốn gặp Lý Nguyệt, cô ấy đâu rồi, có ở nhà không? Ở nhà. Lý Thuần Phong ân cần cười nói, cháu yên tâm đi, nửa năm cháu không có ở đây, ông giúp cháu trông coi nó rất nghiêm. Lý Nguyệt bình thường đều không có cơ hội tiếp xúc với đàn ông, cháu đừng lo lắng con bé làm chuyện có lỗi với cháu. Con mẹ nó. Lý Nguyệt ẩn nấp trong bóng tối, nghe nói như thế, nhất thời tức sạm cả mặt lại, nhìn không được liếc mắt nhìn về phía ông nội. Ông nội ơi là ông nội, nói cái gì làm cái gì chứ? Nói cái này làm gì chứ? Chẳng lẽ ở trong lòng ông, cháu là loại người không biết tuân thủ phép tắc hay sao thế? Ông nội Lý, cháu tin tưởng Lý Nguyệt, cô ấy không phải là loại người như vậy. Cho dù là mấy tiểu thịt tươi thượng hạng trong TV có cởi sạch quần áo ra thì cũng không dụ được cô ấy đâu. Tôi từng nói nghiêm túc, nếu ông nói những lời nghi ngờ phẩm hạnh của Lý Nguyệt như vậy thì cháu sẽ tức giận đó nha. Lý Nguyệt ở trong bóng tối nghe vậy, nhất thời nhếch miệng lên, nhìn về phía Tô Thương trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đây mới là người đàn ông của Lý Nguyệt này chứ, hiểu em quá mà. Tô Thương, em quả nhiên không có tin lầm người mà. Tô Thương, ông chỉ đùa với cháu thôi, chỉ là thuận miệng nói, cháu đừng coi là thật nhé. Lý Thành Phong vội vàng nói, ông ta có chút lờ mờ, cảm thấy chuyện này cũng bình thường, mà sao tên nhóc Tô Thương này lại nghiêm túc như vậy chứ. Ông nội Lý, ông nhanh gọi Lý Nguyệt ra đi, nửa năm không gặp cô ấy, cháu nhớ cô ấy quá, nhớ cô ấy đến tâm trạng bất ổn luôn rồi này. Tô Thương lo lắng nói ra. Lần này Lý Thành Phong còn chưa mở lời, Lý Nguyệt đã không tiếp tục che giấu nữa, sải bước tiến lên, vừa đi vừa nói, Tô Thương, nhớ em đến tình trạng bất ổn, lời anh nói là sự thật sao? Lý Nguyệt chạy ra, nghe được giọng nói này, Tô Thương dời ánh mắt nhìn qua, giả vờ như rất kinh ngạc. Vợ, em đến đây từ lúc nào thế? Sao anh không phát hiện được em nhỉ? Em đã ở đây lâu rồi. Lý Nguyệt giọng điệu bình thản, có điều đáy mắt lại có một chút kiêu ngạo, gần như muốn nói hì, không thể phát hiện được em đâu. Ngay sau đó Lý Nguyệt nhìn về phía Tô Thương hỏi lần nữa, nhanh nói ra, anh thực sự nhớ em đến tâm trạng bất ổn luôn hả? Đương nhiên là thật rồi. Tô Thương nói rất nghiêm túc, vợ à, anh có thể thề nửa năm qua em không ở bên cạnh anh, một ngày của anh trôi qua bằng một năm đó, cho dù anh có ăn sơn hào hải vị thì cũng không cảm thấy thơm gì. Thôi đi, nói năng ngọt xuất, em không tin đâu. Lý Nguyệt liếc mắt nhìn Tô Thương một cái, ngoài miệng nói không tin nhưng khuôn mặt ngọc lại có chút ửng hồng. Thật mà. Tô Thương đi đến giữ chặt tay Lý Nguyệt khẽ cười nói, vợ à, đừng nói về anh nữa, em có nhớ anh không hả? Em không hề. Lý Nguyệt giả vờ hỏi, nói dối, anh chỉ cần liếc mắt một cái là biết em đang nói dối. Tôi từng nhếch miệng, sau đó bỗng nhiên hiếu kỳ, à đúng rồi vợ à, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Sao em ở bên ngoài mà anh lại không phát hiện được chứ? Điều này không bình thường đâu nha, em chỉ là một người bình thường với cảm nhận của anh, đáng ra có thể phát hiện ra em mới đúng chứ. Chuyện này là bởi vì chính mình ẩn giấu thực lực, người khác tất nhiên không phát hiện được rồi. Lý Nguyệt cảm thấy trong lòng buồn cười nhưng không biểu hiện ra ngoài mà thuận miệng giải thích, có lẽ là anh không để ý đó. À thì ra là thế. Tô Thương khẽ gật đầu, phối hợp diễn kịch với Lý Nguyệt nói tiếp, vợ à, em muốn tu luyện phải không? Vừa hay gần đây anh có thời gian, có thể dạy cho em để em trở thành người luyện võ cường đại đó. Ý này hay đó. Lý Nguyệt còn chưa mở miệng thì Lý Khuê Võ bên cạnh liền vui vẻ cười nói, Lý Nguyệt, Tô Thương
bây giờ rất lợi hại đó nha. Sau này con phải theo nó tu luyện, tương lai của nhà Lý chúng ta đều nhờ vào con đó. Con không muốn. Lý Nguyệt trực tiếp từ chối, bài xích. Tu luyện có gì hay đâu chứ, mệt chết đi được. Hơn nữa lại không có chút thục nữ nào, con không thích. Con muốn là một cô gái dịu dàng nho nhã, không muốn vung đao búa kiếm gì hết. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lý Nguyệt lại như đang nở hoa. Hề, tôi thường, anh cũng không phát hiện được em. Thực lực chắc chắn không bằng em đâu. Anh còn muốn dạy em tu luyện nữa sao? Đừng đùa với như vậy chứ. Thà nói để em dạy cho anh, còn nghe được hơn đó. Trong lòng Lý Nguyệt kiêu ngạo, cảm thấy việc ẩn giấu thực lực thật là thú vị. Cái con bé này, hồ đồ mất rồi. Ông chỉ có cháu và Kỳ Kỳ là hai cháu gái. Kỳ Kỳ chỉ biết chơi, không đáng trọng dụng. Nếu cháu lại không đứng ra thì chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Lý sẽ để cho ai gánh đây chứ? Lý Thành Phong cũng muốn để Lý Nguyệt học võ công. Liệu khuyên nhủ Lý Nguyệt nghe lời ông nội đi, ít nhiều cũng nên theo Tô Thương học hỏi một chút đi. Lý Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ ông nội và cha mình, suýt chút nữa mừng như điên. Nhìn không được mà ảo tưởng đến chuyện không biết sau này khi họ biết mình mạnh như thế thì sẽ có bộ dạng gì, chắc chắn là cực kỳ đặc sắc đó.